Vâng, một cái dòng mic nó đẹp như thế này, chất như thế này mà em thanh lý cho anh em với cái mức giá thậm chí chỉ từ vài trăm nghìn một bộ thôi. Anh em nhìn qua cũng đều biết đây là cái dòng mic đến từ công ty Beyer của Đài Loan, là dòng mic Beyer vỉ tím 780. Và tất cả những cái tay chân ở đây thì đều là những cái tay da cá cực kỳ là đẹp. Cái mặt của nó thì được thiết kế là một cái mặt màu trắng rất là sạch sẽ. Và đây là một cái bộ mic cũng có chế độ gia tốc, có chế độ tự ngắt, tiếng thì quá là lịnh giọng rồi. Anh em chơi hàng bãi thì anh em không xa lạ gì với cái dòng mic Beyer 780 dòng vỉ tím. Thế hôm nay thì cái số lượng bên em cũng không có nhiều, và để cảm ơn em đã luôn luôn theo dõi kênh, ủng hộ kênh và like kênh trong suốt cái thời gian vừa qua, em sẽ thanh lý cho anh em sập sàn 7 cái bộ mic này với một cái mức giá cực kỳ là tốt. Anh em xem video đừng quên ủng hộ kênh bằng cách là tặng cho em một nút like, nếu như đang có nhu cầu mua sắm cho mình một bộ mic, một con vang mà anh em chưa mua được ngày hôm nay thì cũng đừng quên ấn nút chuông và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những cái video tiếp theo bên em. Anh em xem video này, anh em có thể mua rẻ được từ 5 đến 600 nghìn so với cái giá đang bán tại thị trường. Đây là một cái dòng mic cực kỳ là chất lượng. Và ngoài ra thì bên em cũng bảo hành cho anh em 3 tháng và sẽ hỗ trợ trọn đời, nhận hàng được kiểm tra, được test thử. Và như thường lệ thì em sẽ giới thiệu qua một chút về cái phần hình thức của cái mic này. Sau đó em sẽ hướng dẫn anh em cách dò sóng mic, đồng thời là test tiếng và báo giá. Cái thời lượng em làm cũng không dài, thế nên là kính mong anh em hãy xem kỹ video. Anh em đừng lên tua xem là một cái bộ mic như thế này nó có chất lượng hay không, và cái giá ngày hôm nay đưa ra nó có phù hợp hay không em nhé. Thì đây là một cái dòng mic hàng xịn chính hãng đến từ công ty Beyer của Đài Loan, dòng mic Beyer vỉ tím. Đây là một cái hàng chính hãng em nhé. Em cam kết với anh em đây là hàng chính hãng 100%. Nếu như không phải dòng mic đến từ công ty Beyer, em đền anh em gấp 10 lần giá trị của cái bộ mic này. Và cái mặt của nó được thiết kế là một cái mặt màu trắng rất là sạch sẽ, rất là đẹp luôn. SRKKU780. Còn ở giữa đây là một cái màn hình LCD, trên cái màn hình nó hiển thị đầy đủ các cái thông tin, ví dụ như là kênh, tần số, vạch sóng, vạch tiếng. Khi anh em cầm cái tay mic lên thì cái chế độ tự ngắt nó tắt đi, thì nó sẽ xuất hiện hai cái cột sóng ở trên cái đầu thu này. Đồng thời nó sẽ xuất hiện một cái quả pin ở trên cái đầu thu ấy luôn. Cái quả pin này, cái tác dụng của nó là để báo cho anh em làm show, làm sự kiện biết là cái tay mic ở trên sân khấu là còn pin hay là hết pin. Còn là ba cái nút bên trên này chính là ba cái nút dò sóng của bên A, còn ba cái nút bên dưới chính là ba cái nút dò sóng của bên B. Thì những cái bộ mic này em cũng dò sóng sẵn hết cho anh em rồi, về gần như anh em cũng không phải dò, không phải chỉnh gì vào đây. Nhưng mà trong cái quá trình sử dụng anh em nghịch vào đây nó bị mất sóng thì em hãy dò lại bằng cách như sau. Anh em hãy ấn vào cái chữ set, nếu như mất sóng kênh A nó sẽ xuất hiện một cái vạch sóng IR như này. Và anh em hãy để sát cái màn hình của tay mic vào cái chữ IR trên đầu thu. Từ 2 đến 3 giây là cái đầu thu và cái tay mic nó sẽ trao đổi thông tin với nhau và nó sẽ tự động bắt sóng. Còn nếu như mất sóng kênh B thì anh em hãy ấn chữ set ở bên B, ở bên dưới này, nó rất là đơn giản. Còn đây là hai cái nút volume điều chỉnh to nhỏ cái tiếng mic ở trên đầu thu, thì em cũng nói trong rất là nhiều các cái video. Nên anh em hãy tập trung chủ yếu là chỉnh trên vang hoặc là trên amply. Còn ở trên này thì nó chỉ là cân bằng tiếng mic thôi. Nếu như anh em muốn to bên nào thì anh em chỉ cần vặn to lên một chút, còn nếu anh em muốn nhỏ thì anh em vặn nhỏ đi. Và anh em tập trung chỉnh trên vang hoặc là trên amply. Còn về cái phần nội thất của cái bộ mic này thì em cũng quay sát cho anh em xem. Thì đây là một cái dòng mic đến từ công ty Beyer của Đài Loan, hàng Beyer vỉ tím 780, hàng xịn. Cái mạch của nó được thiết kế là một cái vỉ mạch màu tím, và đây là hai cái hộp sóng của nó rất là to. Những cái bộ mic vỉ tím mà nó có hộp sóng to như thế này thì cái sóng của nó rất là khỏe. Anh em làm show, làm sự kiện, anh em cần một cái mức sóng từ 70 đến 100m mà anh em cần một cái bộ mic sóng khỏe, tiếng hay, thì cái bộ mic 790 mà có cái hộp sóng như này thì nó hoàn toàn đáp ứng đủ tiêu chuẩn của anh em luôn. Còn ở giữa đây thì gồm rất là nhiều các con IC xử lý tiếng lọc tạp âm mà giúp cái tiếng mic của mình nó trong, nó sạch. Những cái linh kiện ở đây thì toàn là những cái linh kiện cao cấp, thậm chí là những cái vết thiếc em thấy chưa. Dùng khoảng tầm 1-2 năm nay rồi, nhưng mà nó vẫn còn rất là mới, rất là sáng luôn. Phía sau thì bao gồm hai cái jack ca lông để em cắm mic làm sự kiện, và em tặng kèm anh em một cái dây 6 ly, anh em cắm hộ em vào cái chân CHA cộng B ở phía sau này. Về cái phần tay mic thì tất cả những cái tay mic này nó đẹp khoảng tầm trên 95% em nhé, rất là đẹp luôn. Tay của nó được sử dụng là một cái dạng vỏ da cá cực kỳ là đẹp, anh em cầm nó rất là mát tay luôn. Và cái màn hình hiển thị của nó thì cái màn hình trên tay mic này hiển thị màu xanh CH025, đây chính là hiển thị kênh. Còn ở bên dưới này là chính là cái mức pin, báo cái tay mic này nó còn pin hay là hết pin. Còn em cũng tháo sẵn cho anh em một cái củ mic, thì đây là một cái dạng củ rời. Tất cả những cái bộ mic này đều được sử dụng một cái dạng củ Beyer hàng xịn, củ màu lâu. Và nó được thiết kế là một cái dạng củ rời, và phía sau nó được mạ một cái lớp vàng em thấy chưa, để tiếp xúc tốt hơn với cái phần tay mic đây. Cái tay mic thì mỗi một cái tay mic nó sẽ có hai cái chân mic này, thì nếu như mà trong cái quá trình sử dụng mà không may mà nó bị bẩn thì anh em có thể tháo ra, anh em vệ sinh qua cái phần dưới này và anh em lại vặn vào như thế này thì anh em sử dụng bình thường. Và bây giờ em sẽ thử qua cho anh em nghe cái tiếng của cái bộ mic này, sau đó em sẽ báo giá luôn. Em lắp sẵn vào một cái tay mic này rồi,
6 7 1 2 5 6 6 7 6 7 1 2 5 6 6 7. Em ơi có phải ngoài trời đang mưa? Thực sự với anh em là một cái dòng mic bay ơ vỉ tím thì nó quá là lịnh giọng rồi. Anh em hát không được hay, anh em cần một cái bộ mic tiếng nhẹ, hát bay, lịnh giọng, bền, tiết kiệm pin, sóng khỏe. Thì cái bộ mic bay ơ 780 này nó hoàn toàn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn của anh em luôn. Và một cái bộ mic như thế này, hàng mới đẹp như thế này, đập hộp giá khoảng từ 7 đến 8 triệu. Và hàng bãi thì anh em mua ít nhất cũng phải từ 2 triệu 3 đến 2 triệu rưỡi một cái bộ mic như thế này. Nhưng nay thì cái số lượng bên em cũng không có nhiều, và để cảm ơn em đã luôn luôn theo dõi kênh, ủng hộ kênh và like kênh trong suốt cái thời gian vừa qua. Chỉ có 7 cái bộ mic SRKK U780 này thôi. Em sẽ thanh lý cho anh em với cái mức giá chỉ còn 1.850.000 em nhá. 1.850.000 cái bộ mic SRKK U780. Anh em xem video này, anh em có thể mua rẻ được từ 5 đến 600 nghìn so với cái giá đang bán tại thị trường. Và tất cả những sản phẩm này em nhận hàng, anh em được kiểm tra, được test thử, nếu đúng sản phẩm anh em mới nhận. Còn nếu như không đúng, không phải, anh em gửi lại cho em cũng không phải mất 1.000 nào tiền cước. Và ngoài ra thì em cũng thanh lý cho anh em một cái bộ mic một tay em nhé. Cái bộ mic một tay này thì cái kênh của nó bị lỗi một kênh. Và thứ hai là cái mặt của nó thì nó cũng bị... trong cái quá trình vận chuyển thì nó bị vỡ cái mặt này rồi, thế này em cũng bỏ ra ngoài. Và nó cũng chỉ có một tay này, em thanh lý nhanh cho anh em với cái mức giá là 750.000 em nhé. Anh em mua 750.000 anh em chưa mua được một cái tay mic như thế này, chứ đừng nói gì đến cả một cái bộ mic này chỉ có 750.000. Anh em nào chốt được cái bộ mic này thì hãy gọi điện cho em. Còn anh em nào chốt được cái bộ mic Beyer U780 này với cái mức giá là 1.850.000 bao ship thì hãy gọi điện cho em theo cái số là 0369 7995 hoặc là 0912 7995. Anh em nhận hàng, em được kiểm tra, được test thử, nếu đúng sản phẩm anh em mới nhận. Còn nếu như không đúng, không phải, không hay như quảng cáo, anh em gửi lại cho em, anh em không phải mất 1.000 đồng tiền cước. Nó quá chất, quá rẻ luôn mà chỉ có 1.850.000. Anh em mua một cái bộ mic nhái đẻ cũng không có cái giá này, chứ đừng nói gì đến một cái bộ mic cao cấp hàng bãi xịn như thế này mà chỉ có 1.850.000. Anh em nào chốt được cái bộ mic này với cái mức giá là 1.850.000 thì hãy nhanh tay gọi điện giúp em. Cái số lượng nó không có nhiều đâu ạ. Anh em xem video, nếu như mà thấy mic rẻ, mic đẹp, mic chất thì vui lòng ủng hộ kênh bằng cách là tặng cho em một nút like. Nếu như đang có nhu cầu mua sắm cho mình một bộ mic, một con vang mà anh em chưa mua được ngày hôm nay thì cũng đừng quên ấn nút chuông và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những cái video tiếp theo bên em. Xin kính chúc toàn thể anh em luôn luôn mạnh khỏe bình an. Em dừng video tại đây. Kính chào và hẹn gặp lại.